Dạ thưa sư, dạ cho con hỏi là con có một người bà con á, là đi tu xuất gia giao duyên tu nữ, mà con thấy cái vị này á, là cũng xuất gia được tầm khoảng một tháng mấy, nhưng mà con thấy giới luật nó không có được trong sạch, với lại thường hay đi về nhà và mặc đồ thường á, cho nên là con có nói với vị này á, là thôi đừng có đắp y nữa, ra đời đi, chứ để như vậy thì con thấy nhiều khi nó cũng mang nghiệp. Dạ vậy cho con hỏi, con có bị tạo cái duyên là cản trở người khác xuất gia không vậy? Phải nói là các sư do ngần ngại cho nên là hạn chế tối đa cái việc là kêu một vị nào đó hoằng tục. Tuy nhiên nó còn xét đến cái việc là cái mục đích của mình á, là như thế nào. Ví dụ như trường hợp ngài Mahapanthaka mà ngài đuổi ngài Chullapanthaka đó, là bởi vì ngài thượng tôn pháp, ngài nghĩ là một ông sư mà không thuộc nổi một bài kệ 6 câu thì không có nên ở trong chùa, cho nên là đuổi ngài Chullapanthaka. Nhưng trong trường hợp đó là ngài vì thượng tôn pháp, hoặc là có những trường hợp mà một vị các cái vị tỷ kheo trục xuất những vị tỷ kheo khác do các vị tỷ kheo đó phạm cái lỗi làm hư hỏng cư sĩ, cho nên trong trường hợp đó là các vị ấy do thượng tôn luật. Chính vì như thế các vị ấy không có lỗi. Thành ra đó, điều quan trọng là khi mình mở miệng mình nói là mình nói do cái gì nó sai khiến, là do nhân tham hay là do cái nhân sân hay do nhân si, hay là bởi vì mình thượng tôn pháp hoặc thượng tôn luật. Cho nên cái đó phải hỏi chính mình.